Xin chào mọi người đã quay lại với Fox TV. Hiện tại mình đang ở một nơi mà mình cũng chả biết nơi nào các bạn. Đây là một cái vùng đất bỏ hoang tại tiểu bang Colorado. Nó gọi là Ghost Town, là một nơi nghi ngờ đã có một cái nhóm người từng ăn thịt người xuất hiện tại nơi này. Xin lỗi các bạn nha, là mình quên cái thành phố này. Nếu mình kiếm được cái tên á thì mình sẽ để cái subtitle ở dưới. Rất là khó để cho mình kiếm được cái vị trí này. Mình đã hỏi rất là nhiều người. Thật sự tiểu bang Colorado á, bây giờ rất là lạnh các bạn. Đây là mùa hè nha, mà lên cao quá, cái nó quá lạnh luôn. Để mình quay xung quanh cho mọi người xem cái vị trí của nó. Đúng rồi, nó tên là Independent Ghost House. Đây, thấy không? Đó, cảnh rất là đẹp, các bạn thấy chưa? Những cái nhóm ăn thịt người này á, họ xuất hiện vào khoảng năm 1800 và biến mất vào năm 1900. Họ là những quân nhân sau cái cuộc nội chiến của nước Mỹ, và đồng thời cũng là một nhóm người có cái tính tình kỳ lạ. Nó có 2-3 địa điểm lận, nhưng mà cái địa điểm nổi tiếng nhất á, mà dễ bị nghi ngờ nhất á, nó không còn tồn tại nữa các bạn. Tại vì do kinh tế phát triển, người ta đập hết rồi, người ta xây dựng nhà cửa lên, rồi khu du lịch thương mại. Thành ra những cái khu vực đó càng ngày nó càng biến mất. Chỉ còn cái khu vực này nè, nó còn tồn tại. Thứ nhất là vì nó quá nguy hiểm, thứ hai nó ít người đến, cuối cùng là nó cực kỳ cao. Rất là lạnh các bạn, mình không ngờ là nó lạnh hơn mình nghĩ. Và mình cũng sẽ dành ít nhất là khoảng 1 tiếng chịu lạnh ở ngoài để chia sẻ về những cái kiến thức ít ỏi mình có được về cái vấn đề là ăn thịt người liệu nó còn tồn tại trên thế giới hay không, và vì sao hồi xưa nó còn tồn tại. Các bạn nhìn sơ qua đó, hồi xưa ở đây có người sống các bạn nha, hoàn toàn có người sống, chứ không phải là không có người sống đâu. Và họ sống trong những căn nhà nhỏ nhỏ đằng kia kìa. Lát nữa mình xuống mình sẽ cho mọi người xem. Bạn thấy không? Mình ở rất là cao, đã sương mù, bạn thấy không? Đó. Và ở dưới á, đó là những cái, đó là những căn nhà hồi xưa mà họ ở kìa. Lịch sử của cái thành phố này rất là đơn giản các bạn. Vào năm 1800 á, mình không nhớ là cái năm nào, vào thời điểm năm 1800 thôi, nó có một cái cơn sốt, gọi là cơn sốt đào vàng hay là đào mỏ, đào quặng vậy đó. Thì ở đây có một cơn sốt và người ta xuống đây người ta làm việc. Những người thợ mỏ ở đây á được trả lương, lạnh các bạn ơi, bằng tiền rất ít ỏi, thì tương đương với khoảng mười mấy đồng hay là gần 20 đồng đô la cho một giờ so với hiện tại bây giờ, theo mình biết là như vậy. Nhưng mà công việc rất là nặng nề các bạn, nặng nề ghê lắm. Họ còn được ăn thêm, nó gọi là commission, tức là huê hồng các bạn nha, huê hồng. Thì nhờ như vậy á, có một số người gan dạ họ xuống đây họ ở. Và sau đó đó thì những công việc này nó không còn được kiếm nhiều tiền nữa, người ta bỏ đi. Và người ta bỏ những căn nhà hoang luôn. Từ đó có những số người á, họ kỳ lạ, họ thích ở một mình, họ xuống đây họ ở. Thậm chí là một số người thợ mỏ họ còn lưu luyến chỗ này và họ ở luôn. Đó là những căn nhà bỏ hoang, các bạn thấy không? Và nói thiệt mọi người luôn á, là mình cũng không biết là trong căn nhà nó có ai ở hay không nữa. Đường đi rất là gập ghềnh các bạn, mình cũng hơi ấn. Hy vọng là không bị một cái nguy hiểm gì. Xin lỗi mọi người nha, mình phải vép một cái cho lên tinh thần đã, tại trời lạnh quá. Relax. Núi rừng bạc ngàn, các bạn thấy không? Hồi đầu á là mình tính đi ban đêm, nhưng mà sau đó mình nghĩ lại á, cái vấn đề mình đi ban đêm á nó quá nguy hiểm. Thứ nhất là do không thấy đường, thứ hai á là không thấy cảnh được, tại vì ở đây không có đèn, mình sẽ không có đủ ánh sáng. Nếu mà muốn quay là phải cần một đội ngũ, phải cần một nhóm người đi chung có đèn này kia mới thấy rõ luôn. Và chúng ta đã đến được những cái căn nhà hồi xưa. Hồi xưa có rất là nhiều nhà các bạn, và họ đã đập hết rồi, chỉ còn vài căn thôi. Thực tế ở nước Mỹ á,
nó cũng có vài người các bạn ha, ăn thịt người, không nhất thiết phải sống những nơi này, nhưng mà họ cũng sống những cái nơi mà kiểu kiểu như vậy. Thì có một cái nhân vật nổi tiếng á, tên là Albert Fish. Nhiều bạn đã yêu cầu mình làm về cái nhân vật này. Hồi đầu mình chưa có cảm hứng, nhưng mà đến đây rồi thì mình cũng đã sơ sơ luôn. Cái nhân vật mà ăn thịt người nổi tiếng nhất của nước Mỹ tên là Albert Fish. Ông này á, hồi nhỏ á, hình như là ổng bị bisexual, tức là vừa thích đàn ông được mà vừa thích đàn bà được. Sau đó á, mẹ của ổng á, gửi ổng vô một cái trường nội trú. Và cái trường nội trú này á, thì nó hơi nói chung là ác độc tí xíu, tức là thích hành hạ con nít các bạn, đánh con nít rất là nhiều. Và từ đó ổng có một cái nhận thức á, là ổng thích bị người ta hành hạ. Và ổng thích hành hạ người ta, ổng thích thấy người khác có một cái sự đau đớn. Rồi ổng cũng thích nhận lại cái sự đau đớn luôn. Thì càng lớn á, cái mức độ nó càng cao. Đến mức mà các bạn biết ổng lấy những cái kim á, mà ổng đâm vào cái phần dưới của ổng á, thì mình không biết là đâm vào cái phần nó gọi là hai hòn bi của bạn đó, hay là vào cái phần dưới phần hông. Tại vì mình không có rành về y khoa cho lắm, nhưng mà ổng đông rất là nhiều. Có một số youtuber nói á, một số tài liệu nói, đó là đâm vào cái hai hòn bi của ổng. Một số nói á, là ổng đâm vào cái phần hông của ổng để cho ổng thỏa mãn một cái gì đó mình không biết được. Ổng đâm càng nhiều, đến mức á, mà sau này á, ổng bị bắt lại á, ổng bị thẩm vấn á, ổng ngồi không có được. Và người ta hỏi là vì sao ổng ngồi không được, thì ổng kêu là dưới cái phần dưới của ổng có rất là nhiều kim. Người ta không tin. Khi người ta chụp x-ray á, là có tất cả là 25 cái kim, nó nằm xung quanh cái phần hông cơ thể của ổng luôn, để ổng thỏa mãn cái sự đau đớn mà ham muốn tình dục của mình. Và vì ổng đâm sâu quá, ổng lấy ra không được. Rồi ổng cũng thích giống như là cầm những cái cây á, mà trong đó nó có nhiều cái đinh hay là những cái bàn chải nó sắc, ổng tự đánh vào lưng của ổng hay là đánh vào mông của ổng. Rồi ổng bắt cóc những đứa con nít rồi đánh tụi nó luôn để thỏa mãn cái đó của mình. Đến một thời điểm mà muốn thèm muốn luôn á, ổng ăn thịt những đứa con nít này luôn. Thì theo ổng khai được á, là ổng ăn thịt hơn tất cả là 100 đứa con nít. Nhưng mà con số này hoàn toàn là không có xác minh được. Tại vì có thể là ổng ăn ít hơn, nhưng mà ổng cố ý ổng nói cho nó nghe nó nhiều hơn thôi. Đó là một cái trường hợp rất là nổi tiếng ở bên Mỹ về ăn thịt người. Trường hợp thứ hai là ở bên Đức các bạn á. Bên Đức là vậy nè, có một người đàn ông, ông là kỹ sư, rất là giỏi, nhưng mà ổng cũng bị vấn đề về giới tính, tức là như bisexual luôn, thích đàn ông thích đàn bà. Và ổng lên mạng để kiếm một cái người mà tự nguyện để cho mình ăn thịt. Có thấy ghê không? Vậy mà có người tự nguyện nha, có người tự nguyện luôn. Và hai người đã gặp nhau, mưa quá các bạn ơi, không biết mình ở đây được bao lâu nữa. Thì hai người tự nguyện luôn. Và cuối cùng á, cái ông người đàn ông Đức này á, mình quên tên rồi, mình sẽ để cái tên ổng ở dưới subtitle. Ổng đã cho cái người mà tự nguyện á, uống nhiều thuốc tê, rồi cắt cái phần sinh dục của người đó, và hai người cùng ăn. Các bạn thấy ghê không? Sau đó cái họ ăn không có được nữa, vì nó dai quá, họ mới đem nướng họ chiên. Và cái người mà cống hiến cái cơ thể của mình quá mệt, chịu không nổi nữa, sau đó ông này ông giết luôn và ông ăn thịt luôn. Một thời gian sau á, người đàn ông Đức này bị bắt, bị tù 8 năm. Nhưng mà sau đó được thả ra, tại vì ông không cố ý giết người, tại người ta muốn ông giết người ta. Nó ghê vậy luôn á. Vì sao dẫn đến những trường hợp như vậy? Có thể là từ nhỏ các bạn họ bị cái vấn đề về giới tính các bạn nha. Vấn đề mà giống như là bị hành hạ từ nhỏ rồi, bị một cái chấn động về tâm lý từ nhỏ. Khi mà lớn lên họ thích được hành hạ và thích hành hạ người khác. Và nó giống như là một cái liều thuốc nghiện vậy đó. Bạn bị càng nhiều thì bạn càng đam mê, bạn càng hứng thú. Cho đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ lên cái mức độ cao nhất là bạn muốn bị ăn thịt và ăn thịt người khác luôn. Vậy thì những câu chuyện đó nó có liên quan gì đến cái nơi mình đang đứng? Thực chất mà nói không liên quan. Tại vì ở đây là một cái nơi mà ăn thịt người không có xác định được. Wow, có một người đi chung mình các bạn thấy không? Hai. Mình sẽ vô một căn nhà thử coi được không các bạn nha. Rồi chứ khi kể tiếp lạnh mất các bạn. Hy vọng như đây không ai ở, không ai làm gì mình hết. Lạnh quá bạn. Đóng cửa luôn các bạn. Chúng ta đi sang tham quan về những căn nhà này. Thì hồi xưa có người ở các bạn. Người ta cho rằng có những người từng ăn thịt người sống trong đây nè. Bây giờ là hoang tàn các bạn ha. Không còn một cái gì nữa rồi. Các bạn nhìn nè. Không biết có rõ hay không nữa. Đó, bạn thấy rõ không?
mình không đảm bảo là vẫn đề ánh sáng nhưng mà lẫn hình ảnh các bạn nha, tại vì mưa nhiều lắm. Đằng kia cũng có một căn luôn và có người đang đi tham quan, các bạn thấy không? Đó là những căn nhà mà những người ăn thịt người hồi xưa họ ở. Nghi ngờ là vậy thôi chứ không biết chính xác. Đa phần các bạn biết á, những người á mà ăn thịt người họ có những cái dấu hiệu tinh thần như sau: họ thích ở một mình, thích ở những cái nơi xa xôi, không thích ai đến gần họ. Một là họ bị hành hạ từ nhỏ, hai là bẩm sinh họ bị như vậy rồi. Thì có một câu chuyện á, có một nhóm người hay là một người đàn ông lên đây để đào ngõ, đào quặng. Ông ta lớn ở đây lên từ nhỏ luôn, đến lớn luôn. Và sau cái khi mà kinh tế phát triển á, thì người ta bỏ đi hết. Riêng ông này thì ông vẫn ở lại đây. Hồi xưa á, là mỏ các bạn rất là cực khổ nha, rất là nguy hiểm. Các bạn như khi chết trong cái hầm mỏ luôn. Và ông đã mất ba mẹ mình nè, mất người yêu của mình luôn, mất anh chị của mình tại nơi này. Thành ra từ đó ông ở lại nơi đây. Và để mà tưởng nhớ hay để gợi lại những cái người mà mình thường mất năm xưa đó, thì ông mới làm một cái chuyện rất là ghê gớm, đó là ông đào mộ người ta lên và ông tìm những cái phần còn sót lại để mà ông ăn. Thoạt đầu á là ông ăn một cách lén lút, tức là người ta chết được vài ngày ông đào ông ăn, tại vì xác nó chưa phân hủy hết. Nhưng mà một thời gian sau rồi á thì bắt đầu ông mới dụ dỗ, hay là ông biết sẽ có những người đến đây, họ đi du lịch, họ đi chơi, họ đi khám phá, ông sẽ mời người ta vào trong những căn nhà như nè, đó, những căn nhà này đó, đánh hút mê và ăn họ luôn. Ông ăn họ để ông thấy được cảm giác gần bên họ, để không thấy sự cô đơn nữa. Mình đã có làm video về ăn thịt người một hai lần rồi, đó là một cái nhân vật tên là Jeffrey Dahmer cũng có một cái suy nghĩ đến như vậy. Tức là ông cứ ở trong đây, rồi đến ai đến khám phá, ông nói chuyện, ông quen với người ta, người nào ông thích á, ông giết, ông ăn luôn. Xe của mình bật đèn, các bạn thấy không? Đó, trên đó đó, mình phải bật đèn như vậy để mình biết được đường mình lên. Lạnh các bạn ơi, xin lỗi các bạn nha, video này có lẽ là nó không có được đạt tiêu chuẩn cho lắm. Tại vì mình không có ngờ thời tiết nó lại lạnh lẽo đến như vậy và khô cằn đến như vậy. Và dĩ nhiên cái mảnh đất này á, sẽ cũng có nhiều câu chuyện tâm linh các bạn. Tại vì có nhiều người đã chết ở đây rồi. Thứ nhất chết bị chôn, chết bị đào hầm mỏ và chết bị người đàn ông lạ mặt ăn. Thực tế ở bên tiểu bang Colorado á, cũng có một vài trường hợp như vậy. Ở một số địa điểm khác nó cũng có câu chuyện như vậy luôn. Tức là cứ dụ người ta lên rừng vậy nè, rồi ăn thịt người ta luôn. Hình như vào được các bạn, hình như một căn nhà vào được. Nếu mà vào được thì mình sẽ tham quan cho mọi người coi ha. Các bạn chờ mình tí xíu, hình như vào được, một căn vào được. Đây, căn này vào được các bạn. Đây, hồi xưa hỏi trong đây các bạn. Đây nè, không, chỗ này chỗ đào mỏ, đào mỏ các bạn. Đào mỏ quặng nè, hồi xưa trong đây nè, thấy không? Đó, vào được, nó đỡ lạnh hơn tí xíu các bạn. Mà bây giờ mình phải tìm đường đi lên. Bá đạo, lạnh quá. Đứng đây cũng sợ các bạn, không biết nó có sập hay không nữa. Tại hồi xưa chỗ này là chỗ đào mỏ quặng á của người ta. Để mình cho các bạn coi sơ sơ nha. Hay cũng chắc mà, chắc không sao, đứng đi xíu được nữa. Ok, qua bên kia luôn các bạn coi ra sao. Bây giờ các bạn đã là văn minh rồi mà mình đứng đây một mình á cũng thấy hơi ớn ớn nữa. Hồi xưa á chắc người nào cũng rất là gan dạ các bạn. Còn ở đây các bạn ha, thật sự rất gan dạ. Xin lỗi, clip này rất là nhỏ, mình không thể chia sẻ hết mọi người được ha.
lý do thời tiết các bạn, bây giờ mình ướt cái chuột lột rồi, về khách sạn với còn đồ thay hay không nữa. Hy vọng một ngày kia có thời tiết tốt đẹp hơn thì mình sẽ quay lại đây. Trước khi về mình muốn cho bạn coi cái này luôn nè, khá đẹp, khá là hùng vĩ chứ, khá quái dị đi, lạnh quá nói sai từ các bạn. Property of the United States. Mấy cái gì nữa không? Hồi xưa là chỗ gì nữa? Để yên vậy nè. Đó. Không biết. Dưới kia có nước à, thấy không? Sông suối rất là đẹp. Đó, có suối nè. Có sông rất là đẹp. Các bạn biết á, hồi xưa người ta nói những cái dòng suối đó á, là những người mà ăn thịt người á, họ rửa xác người trên đó. Thì đó là mình nghe nói thôi, không có xác nhận các bạn nha. Này là cái gì ta? Đóng lại luôn rồi. Ồ, nghe tiếng, mình nghe tiếng các bạn. Ồ, gió thổi. Cái này theo mình nghĩ các bạn nha, là nếu bạn can đảm á, bạn thuê á, liên lạc á, bạn sẽ ở đây được một đêm á, nếu bạn muốn ở tại nơi này luôn nè, trải nghiệm. Bạn thuê lại ở một đêm, phiêu lưu cũng được, trải nghiệm cũng được. Nhớ thiệt luôn, mùa này không ai ở đâu. Tai phốc nhất kinh khủng luôn á, kèm hàm cứ ngắt luôn, không nói được luôn á. Thành ra mình kết thúc cái video sớm. Mình mới thêm một chi tiết các bạn nghe như nào. Về cái vấn đề ăn thịt người thật sự á, cái vấn đề ăn thịt người á, nó có từ rất lâu rồi. Rất lâu trong lịch sử của loài người. Tất cả các chủng tộc trên thế giới luôn, gồm châu Á, Mỹ, châu Phi. Lý do mà hồi xưa người ta ăn thịt người á, là do người ta muốn hấp thụ cái linh hồn của người đã chết, hoặc là tưởng niệm người đã chết, giống là biến cái người đã chết còn tồn tại trong cơ thể của họ. Mình đọc được một cái thông tin này từ một cái trang web rất uy tín về lịch sử khoa học. Nếu mình có sai cái gì á, các bạn cứ bổ sung cho mình. Nhưng mà kỳ lạ một điều các bạn nha, nó lại khá trùng hợp với lý do của những người có vấn đề về đầu óc, những kẻ sát nhân khi ăn thịt người. Cái lý do nó khá giống nhau. Tại vì những kẻ sát nhân khi ăn thịt người á, cũng muốn hấp thụ cái người còn sống vào trong cơ thể của mình. Hay là vì lý do về tình dục cũng vậy luôn, cũng muốn là thỏa mãn bằng cách ăn thịt người khác, coi như là hưởng thụ cơ thể người khác trong cái cơ thể của mình. Thì đó là những cái thông tin cuối cùng mình muốn chia sẻ với mọi người. Video này ngắn các bạn nha, thông cảm cho mình. Tại vì cái video kia á, đã tốn mình rất là nhiều thời gian. Đó là Chris Watt á, tốn mình khá nhiều thời gian. Thành ra xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.